gia đình mượn tiền á, hay sao vậy? Trời ơi, mượn tiền. Trời ơi, cái giọng, chứ bình thường chú gọi cho con là chú nói giọng cái kiểu khác lắm, cái kiểu mà hả, gọi là nghe nó vui vẻ lắm, mà con này có phải ấp úng à. Mượn tiền á hay sao, định làm phần 2 hả? Wish I could say I was finally over you. Bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục. Mấy bạn nói rằng là có thử thách cho Gil rồi đây. Thú vị quá. Gil ơi, bây giờ gọi điện thoại cho người thân nói chuyện cho vui đi Gil. Bây giờ thì trả lời câu hỏi đó rồi. Bây giờ Gil quay trở lại với nhiệm vụ của Gil đi kìa. Gọi điện thoại cho người thân. Gọi cho ai đây? Gọi người thân là cái gì mà phi lý mà cái có lý gì đó. Có nghĩa là mình sẽ nói một cái câu chuyện gì đó. Mình gọi là hơi trôn trôn người bạn đó đó, hiểu không? Rồi, trốn gì giờ ta? Rồi, cho nên nó là nhưng mà vấn đề là bây giờ nếu mà kêu Gil gọi thì nhiều khi bây giờ Gil sẽ không nghĩ ra được rằng là phải gọi cho ai. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy comment ngay bây giờ giúp cho Huy coi là mấy bạn muốn Gil gọi điện thoại cho ai nha, để xem thử xem là người ấy có dễ bị Gil gạt hay không. Bây giờ Gil sẽ chuẩn bị một cái nội dung nha, để mà hồi nữa gọi điện thoại cho người đó làm cho người đó hơi bất ngờ một tí, rồi sau đó thì nói là không, tại vì mình đang livestream, mình đang gọi để troll bạn đó thôi. Rồi các bạn ơi, các bạn hãy comment đi để Huy xem thử coi là các bạn đang muốn Gil gọi cho ai nha. Chắc gọi cho Huy thế nè, có mấy bạn bạn Thi Ngọc comment là Gil gọi điện thoại cho Khả Ngân. Rồi. Gọi gọi chị Linh. Rủ ra MV chung đi ạ. À. Rồi. Rồi. Isaac đi Gil, nữ chính MV hoặc là Duy Khánh đi ạ, điện thôn Khả Ngân đi, Hoàng Thùy Linh đi nha Gil. Rồi, đó là những cái tên. Bây giờ Gil ơi, Gil chọn đi một cái tên mình trong những cái tên này. Khánh trước đi, chưa chắc gì mọi người đã bắt máy mình. Gọi Khánh đúng không? Rồi, bây giờ thì bạn Gil sẽ gọi cho Khánh. Hãy xem. Ê, nhưng mà khoan, nội dung là gì? Mở rồi. Alo. Alo, con nghe được chú. Dạ. Làm gì mà giọng hớt hải vậy coi? Dạ đâu có. Con mới ngủ dậy. À vậy hả? Dạ. Chú mới thì nãy giờ cũng ngồi lo mấy vụ MV á. Sao gia đình mượn tiền á, hay sao vậy? Trời ơi, mượn tiền. Trời ơi, cái giọng, chứ bình thường chú gọi cho con là chú nói giọng cái kiểu khác lắm, cái kiểu mà hả, gọi là nghe nó vui vẻ lắm, mà con này có phải ấp úng à. Mượn tiền hả hay sao, định làm phần 2 hả? Đâu, sao chứ... người ta nói là mình khổ hả hay sao? Cái đó là để con nhắn Tuyền, coi Tuyền viết viết được bài đó không chứ. Âm tài chú nãy giờ cũng suy nghĩ, có chuyện nghiêm túc mới gọi với ai, gọi mượn tiền. Rồi sao, để đứa cháu đích tôn này thân ra giúp chú nè, sao? Thì chú định đi định cư. Gì? Định cư làm gì? Thì định ra nước ngoài ở luôn á. Nước nào? Chứ vậy là Campuchia hả? Campuchia không cạnh tranh được, phải đi nước nào rồi mở cái tiệm hủ tiếu sinh sống. Ủa, có nghĩa là bây giờ là sản phẩm bây giờ ra hot quá rồi, xong mà kiểu là kiểu vui sướng tột cùng rồi, bây giờ không có muốn làm nghề nữa hả hay sao? Mà phải đi qua nước ngoài định cư. Thì đâu phải đâu, thì cũng thực ra là chú hồi xưa chú muốn du học rồi. Nhưng mà cũng ở đây. Có cái đợt chú nói với con đúng không? Có cái đợt chú kể với con đúng không? Ừ. Cái đợt đó chú nói chứ đừng đâu, quên rồi, gì Đan Mạch hả? Đi Đan Mạch làm gì em bệnh? Canada. Canada? Ủa chú nhớ đợt đó là cái gì? Đông Timor mà phải không? Cái gì? Canada hả chú? Tức á! Tức á? Là sao mà tự nhiên giờ chừng nào đi? Thì đang suy nghĩ nè. Bây giờ nếu đi mùa này thì phải sẵn sàng nha, là qua bên đó là cách ly 14 ngày. Rồi sao mà mình mới được vô trong đất nước của người ta mình sinh sống. Nhưng mà Việt mà Nam của mình là chống dịch quá tốt rồi, cho nên không sao, mình đã gọi là định cư thì lo gì cái chuyện đấy. Định cư là ở nhưng luôn bển mà. Rồi tự nhiên qua bên đó ăn hủ tiếu và có đi hát nữa không vậy? đang suy nghĩ nè. Ủa là sao cái ông chú này? Ủa. Nhưng mà ý là hỏi con thấy ổn không, với lại thấy tầm nào chú đi ổn. Nhưng mà chú có ký gửi hành lý khoảng chừng 48-49 kg theo được không? Chi dạ? Ai vậy? Mua ca hả? Cho con đi theo. Ủa dạ chú. Ủa chú đi chứ bỏ một mình con ở đây. Trong khi ở đây không ai chơi với con đó. Giờ còn con còn có một mình chú trong cái showbiz này
giới con thôi đó. Trời nghe nghe thảm quá vậy. Con muốn khóc nói là cái đợt con muốn khóc lúc trời, chú biết con đang làm gì không? Làm gì vậy? Chú rất linh luôn á, chú gọi ngay lúc mà con đang coi MV xong người ta nói là mình đâu có chú luôn nè, con lên con update view nè. Rồi, được top mấy rồi con? Con đang coi trên TV không có coi được cái top, con chỉ thấy hiện là hả Gilly Official 885.000 lượt xem. Rồi. Nè con nó nè. Ừ. Đó nghe chưa, chú nghe giọng chú chưa? Chú nghe chưa? Chú nghe chưa đủ nhiều sao Khánh? Sorry. Chú gọi điện chú tâm sự với con mà con còn. Thôi chú, tự nhiên chú đi sao kỳ vậy, chú bỏ con. Thì cũng nghĩ tới tuổi lập nghiệp rồi, mình trưởng thành xíu. Trời ơi, chú gì chưa đủ trưởng thành đó hay sao? Nhưng mà quay lại vấn đề chính đây nè. Không, không có đi đâu đó, ở đây với con. Không, gọi cho con không phải là hỏi nên hay đi hay không. Mà là mượn tiền. Xin ý kiến. Mượn tiền cho chú đi. Sao người ta nói là mình đau? Đau quá không ạ? Ủa chú mượn bao nhiêu ạ? Thì chú cấp cho chú cỡ 1-2 năm đầu ở bển thì kiếm được việc làm các thứ. Vậy chú cho thẳng một con số đi để con ra con dằn dịp được không? 1 triệu đô đi. Triệu đô, trời cái gì mà hỏi mở ngang, 1 triệu đô là được nhiêu tiền trời? Là 20 mấy tỷ hả chú? 20 mấy tỷ trong 1-2 năm đầu, chú qua đó chú làm gì mà trời, chú tiếu thôi mà chú làm gì mà 20 mấy tỷ trong 1-2 năm đầu? Chú sống gì bên đó, chú đầu tư gì bên đó, chú mở cái tiệm cỡ nào mà 20 mấy tỷ 1-2 năm đầu? Đó. Rồi. Chú cũng tự thấy sai nha, con tính ra chú thấy hơi thôi. Vài tỷ con cho mượn được. Ghê. Rồi. Trời mà chú chắc con cho chú luôn á. Ok nha, vậy nha, để chú cúp máy chú nhắn số tài khoản qua liền nha con nha. Ủa không á chú ơi, nhưng mà 1-2 năm đầu chừng nào chú bắt đầu chú qua bên đó định cư trước đi đã, và sau khi cách ly 14 ngày trước đi đã, và đã có cái giấy xác nhận là chú đã cách ly hoàn thành xong đi đã. Rồi con mới gom góp rồi con đưa cho chú, chứ giờ chú đưa hỏi ngang là tiền đâu đưa. Thật ra ủa mà phan chú, thí dụ mà chú qua bên đó là sao chú không hỏi bác Hùng với lại bác Vũ á? Thôi để hai bác ở nhà thoải mái đi con ơi ha. Mệt quá chú rồi, chọc con bài rồi sao? Lên sóng cười tém tém vô. Sóng gì? Lên sóng, mà lên sóng cái khán giả đang coi mình cười tém vô, mình cười duyên vô. Sao người ta nỡ làm mình đau lưng vậy? Ủa chú đang ở đâu vậy? Nè đang đây nè. Hello. Hello Khánh, Tuyền nè. À dạ chào. Dạ chào Tuyền. Còn nữa nè. Hello, chào dạ. Khánh. Mình là Quang Huy. Dạ. Dạ. Dạ chào anh Huy. Hello. Cái gì mà hồi hộp quá trời, tim con đập mạnh lắm rồi chú ơi. Nhưng mà hơn. Hên là nãy giờ chưa có gì quá cao trào. Trời nhưng mà tức quá mọi người ơi, thiệt sự tự nhiên cái bài đang hot quá trời luôn. Mới ngày hôm qua gặp chú xong á, là còn nói với chú là trời chú ơi cái bài này người ta ủng hộ quá trời luôn, đi đâu người ta cũng mở hết, bây giờ tranh thủ ra sản phẩm tiếp đi. Cho đã, cái tự nhiên bây giờ gọi điện kêu đi định cư, nghe là thấy hư cấu rồi á. Hư cấu mà cũng bàn tức ghê. Thì con thấy chú đam mê quá thì con bàn thêm vô. Nhưng mà còn cái chuyện tiền thì chú không phải lo nha. Chú muốn là được nha. Wow. Dữ vậy. Tính ra Khánh giàu quá ha. Khánh giàu quá. Ngày xưa ha Tuyền ơi, ngày xưa Khánh có rất là nhiều mối quan hệ trong xã hội, trong showbiz này, Khánh đi ra, nhưng mà bây giờ Khánh không còn ai nữa, đúng không? Ủa Khánh nói nghe nè, đang dịch mà đang ở nhà sao giàu dữ vậy? Đâu có làm nhiều đâu sao giàu dữ vậy? Hỏi như vậy trời. Hỏi vậy, hỏi tới vậy. Rồi cảm ơn khoan, con nha. Ở nhà có bán buôn gì không? Hỏi tới nhị thì bây giờ không trả lời. Bây giờ phải hỏi ra tới coi là. Thôi có dịp đi. À khoan chú ơi, bây giờ trước khi chào mọi người thì cho con gửi lời đến Tuyền luôn nha. Là cảm ơn Tuyền đã viết bài này cho Gil cực kỳ hay. Thật sự rất là thích luôn. Và đã nói với lại Gil từ bữa tới bây giờ luôn rồi đó. I love you. Ra MV tới bây giờ là cứ nói là trời Tuyền viết bài này cho Gil quá hay luôn. Mà đặt phương Tuyền và chúc mừng Gil một lần. I love you. Rồi. Yeah, cảm ơn Khánh, cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn Anh Huy nha. Cảm ơn Khánh, bye bye Khánh. Rồi con ơi, con chào khán giả, các bạn độc giả của Thanh Niên nha. À dạ vâng ạ. À. Dạ. Con xin được à quên lộn. Dạ, Duy Khánh xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả độc giả của báo Thanh Niên, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho sản phẩm Sao Người Ta Nữa Làm Mình Đau lần này của Kiều Lê, để Kiều Lê có thêm động lực ra thêm nhiều sản phẩm hay hơn nữa.
Dạ. Yeah, thank you. Love you. Dạ, ok. Dạ. Cảm dạ, ơn Khánh rất là nhiều. 2 triệu thì cắt xe nha. Bye. Tôi tắt tắt đoạn này. Bye. Tắt rồi này, không nhớ rồi. Ok, cảm ơn Duy Khánh rất là nhiều. Chắc là bạn cũng đang nếu mà biết xong bây giờ mình lên lại mình xem livestream chắc là sốc dữ lắm. Hồi nãy giờ là ba con người ngồi đây cười lăn cười bò gì bạn. Mém bưng nẹp rồi thấy cười ha hả, thấy nghi vậy. Ừ. Nhất là Hứa Kim Tiền chưa gì hết là vô là nó cười rồi. Thôi nó sẽ không là là bị lộ ra rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa đến với thử thách mà Gil Lê đã vượt qua gọi cho Duy Khánh.